Ủa, chị bảo chị ta đang bị mất quyển xếp. Mà hôm khổ. Có mấy đấy thôi mà. Và chúng tôi thì chúng tôi sẽ đưa ra kết quả. Bảo có mấy triệu mà khổ chị bắt em đi lại quá. Thái sư đã tìm cách xóa bỏ triều Lý bằng cách đưa Trần Cảnh lấy Lý Chiêu Hoàng, rồi sắp xếp Chiêu Hoàng của Tô Chính Chồng và như thế là đang ở Trần. À, vẫn có câu số 8, anh hiện nay đang có phần thưởng trị giá 6 triệu. A. Ung thư. B. Phong. C. Đậu mùa. D. Lao. Bây giờ là chúng ta nghĩ đến những sự trợ giúp. Là gà Lê Phương Lan. Lê Phương Lan dạ. Là bố vợ. Dạ vâng. Tôi đã tưởng đó là người phụ nữ. Chúng ta được bắt đầu. Con chào bố. Một căn bệnh nào được nhắc đến trong tác phẩm thuốc của Đỗ Tấn? A. Ung thư. B. Phong. C. Sáu dây. Đậu mùa thì cũng không chắc lắm. Đó là lời của bố vợ anh. Vẫn còn hai sự trợ giúp nữa. Nếu anh muốn có thể sử dụng tiếp. Thật vợ. Từ tháng nào có lẽ cũng không có cách giải quyết hàng tháng hơn. Có phải là đúng không? Vâng. Nhưng mà có lẽ thuốc ở đây và như thế có thể là sẽ gặp cho bệnh lao hơn là bệnh lao. Được rồi, bà bỏ vào đấy đi ạ. Bà bỏ vào đi. Bỏ cái điện thoại ấy. Bỏ cái tờ giấy vào cái chỗ đấy. Bỏ cái tờ giấy vào đấy. Con đi vào sản phẩm đã được chứng nhận. Nhưng đã khám phá ra rằng bên tiền giữ chức nhân dụng đã giúp giảm được bằng sự rõ ràng. Bỏ cái này cho bệnh sĩ các bạn. Bỏ cái Thank you.
của anh Trần Quốc Hưng, nếu chúng ta từ Nghệ An đã quyết định đưa ra phương án cuối cùng của mình cho hỏi chúng tôi phương án D cần làm đó là trong các phần quốc của tỉnh. Bây giờ là lúc chúng ta đưa ra phương án D. Rồi cô cầm tay cô gấp lại cho con. Cô gấp như thế lại.